Nghệ sĩ Hữu Tài, chồng của nghệ sĩ Bích Thủy, đau buồn cho tuổi trẻ online hay vợ ông đã qua đời khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 10 tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Bích Thủy tên thật Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1949 tại Bến Tre. Bà đã từng hoạt động qua các đoàn tinh hoa, giả Lý Hương 1, 2, đoàn Văn công thành phố, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Bà từng là đào nhí bên cạnh các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Hùng Cường, Hồng Nga, Kim Ngọc, Trang Bích Liễu, Út Hiền, Văn Trung. Với các vở diễn Hàn Mạc Tử, lấy chồng xứ lạ. Nghệ sĩ Hữu Tài cho biết nghệ sĩ Bích Thủy lâu nay bị bệnh tim, tiểu đường. Thời gian gần đây sức khỏe bà khá ổn, đi lại bình thường. Tuy nhiên, tối 26 tháng 10 bà than mệt, ông định chở bà đi khám bệnh, bà thay đồ lâu quá không thấy ra ông mới mở cửa thì phát hiện bà đã qua đời. Tang lễ nghệ sĩ Bích Thủy được tổ chức tại nhà riêng C13, đường Nguyễn Văn Linh, ấp 5A, xã Bình Hương, huyện Bình Chánh. 7 giờ ngày 29 tháng 10 sẽ động quan sau đó đưa đi hỏa táng tại đa phước